Bây giờ là mình cắt con chó ha. Cắt con chó. Mùa hè rồi, cắt con chó cho nó sạch sẽ nha. Bữa nó cắt. Bạn rồi bây giờ cắt tiếp. Cắt con chó nha. Nè. Con chó. Dạo cái gì? Không gì phải dạo hết á. Đây nè, ở nằm im gì con. Ai 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 ai. Cắt là khó chứ không phải dễ đâu. Cắt đâu. Bánh gọt. Là nó dữ lắm á, nó mới nín. Ai. Ai. Đó, là nó dữ lắm, nó mới chịu nín. Nào em. Sao mà sợ dữ vậy? Tôi cắt tóc tôi đẹp mà. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy con? Sao hả? Sao vậy? Ok, ok, mấy cắt tóc cho con đẹp nha. Beautiful, ok, beautiful. Ok. Hồi đó cắt được mà sao bữa nay cắt được à? Đánh đất, đánh đất á. Đánh đất á. Này, mango. Mango. Sao bữa nay lục quá trời. Lục quá à. Không cắt không đi gì chứ anh chị. Cái gì vậy? Không bén gì chứ anh chị. Không đi trên cho nó ơi. Hôm nay lục rồi. Sao lục cái vậy? Không đi hết. Nội thiện không làm cái gì rồi. Không làm cái gì cũng nhờ. Sao vậy Vũ vậy? Không biết sủa con mẹ gì hết trơn á. Có sủa cái gì được đâu à. Chua lắm mà chậu. Ngắn mặt ơi. Cái gì vậy? Sao Vũ vậy? Sao mà Vũ vậy con ơi? Đâu có gì đâu. Ok, mình lát nha. Mình lát đi con. Cho ai thử cái nữa coi. Không ăn luôn à. Hiện làm gì cái máy này nặng nữa. Con đừng có nuôi. Thôi chút rồi, chút rồi. Chút rồi, chút rồi. Ok. Ok, ok, ok. Không có cắt được nữa. Không cắt được nữa con. Ây da, ây da. Nghĩ cắt à. Wow. Có kìa. Le nữ luôn rồi, mệt le nữ luôn rồi. No. Chạy mệt le nữ luôn rồi. Oh my god. Oh my god. Bèo. Bà nói nằm trong tài kìa đó, đứng đó nằm trong tài kìa đó. Đó nằm trong tài kìa, hai con nằm trong tài kìa. Tài hiểu. Hai con nằm trong tài kìa, ôi trời ơi, dễ thương không? Trời ơi, trời ơi. Đó, đó, đó. Chụp cái trái bánh nè, hai đứa nó coi nhìn trái bánh nè, chạy. Bà má má có thương con không? Con ở đây à. Kia làm trong tài đó. Ba ba mama give me 1000 view, okay?
Okay. That's right, honey. Have a calzone day. Isn't that university policy against dating graduate students? Well, if you can talk to them, you can ask them out. Damn, the walls of cash. Hey, guys. Leslie? Oh, dumbass, I heard you get a grad student drunk last night. The truth can indeed be a finger down the throat to those unprepared to hear it. But why should I gain this from great minds? Because first grade minds call you dumbass? Oh, yeah? But you're a mean person. Excuse me, Dr. Cooper. I'm Ramona with the potatoes at your talk last night. I think you're just brilliant. That is the prevailing. Howard Walmowitz, Department of Engineering, and co-designer of the International Space Station's liquid waste disposal system. Nice to meet you. He's a survivor. Nice to meet you. And like you.